Chào mừng mọi người đến channel của Một Gia Đình nha. Hôm nay mình cùng nhau xem qua hai cái bàn làm việc giám đốc nha mọi người. Và chất cây của cái bàn làm việc này ấy, là chất cây gỗ đỏ hay còn gọi là gỗ bên, gỗ kate, là một dòng cây quý hiếm loại 1 nha mọi người. Thì những cái cây này thì mọi người biết ở đấy nó chỉ có ở Nam Phi thôi, chứ ở Việt Nam là rất là mắc nha mọi người. Rồi, về kích thước thì mọi người thấy cái kiểu này đều là size 1m4. Và chiều sâu của nó đều là chính xác số là 69 nha mọi người, là số đẹp theo kích thước lỗ ben á. Chiều cao từ dưới đất lên tới mặt là 76, còn chiều cao bên đây lên tới mặt là 78. Rồi, chúng ta cùng nhau đi xem qua cái phần mặt tiền trước nha. Thì mặt tiền trước thì mọi người có thể thấy với cái bàn bên tay phải của mình đây, giá của nó chỉ có 10 triệu 800 ngàn thôi nha mọi người. Xin nhắc lại với mọi người, 10 triệu 800 ngàn. Bởi vì sao vậy? Mọi người có thể thấy là cái thiết kế này thiết kế theo kiểu bao lam khuôn tranh, tức là nó sẽ có những cái ô chém nhỏ như vậy. Đó. Được khẻm các cái họa tiết như cái những cái bông này là bông cúc này. Đó. Rất là đẹp nha, mọi người có thể nhìn thấy là bên nhà màu sơn xịt xử lý cực kỳ sạch nha mọi người, tức là chè quật làm rất là sạch sẽ nha. Mọi người thấy cái họa tiết nổi lên rất là rõ ràng phải không ạ? Ở phía trên thì mọi người có thể thấy là chạm dãy đồng tiền này. Đây, cho mọi người xem thêm mặt bên đây. Thì mặt bên đây á, sở dĩ nó mắc hơn á là do là những cái mặt như vậy là mặt nguyên tấm nha mọi người, tức là nguyên một cái tấm lớn. Do vậy khi mà mình sử dụng những cái mặt tấm như vậy thì nó sẽ giá trị hơn. Tại vì sao vậy? Thì cây nó tốn nhiều mà. Hả? Những cái tấm lớn này. Và khi mọi người có thể thấy thiết kế này, thiết kế rất là đẹp phải không ạ? Ở giữa thì vét chữ V à. Hai bên thì chạm cái họa tiết mà. Nhìn nó rất là hiện đại nha mọi người. Và giá của chiếc bàn làm việc này là 12 triệu 500 nha mọi người. 12 triệu 500. Hai cái bàn này chênh lệch nhau 1 triệu 7 hơn nhá. Là chỉ do là những cái mặt ở dưới đây này mọi người có thể thấy nó là mặt lớn. Bên hông mọi người nhìn thấy không? Bên hông này nó cũng sẽ xài là xài mặt lớn. Rất là lớn nhá. Trong khi đó thì bên chiếc bàn làm việc 10 triệu 800 thì mọi người có thể thấy thiết kế theo kiểu bao lam như vậy. Nhưng mà làm rất là đẹp nha mọi người. Những cái hàng này là hàng cao cấp. Mọi người có thể thấy là làm sơn xịt rất là sạch sẽ và làm rất là đẹp nha. Rất là tỉ mỉ, kỹ, rất là khít nha. Và phần phía bên trên thì mọi người có thể thấy thiết kế là thiết kế bao kiểu bao lam khuôn tranh. Thì bên này á, cái chiều dài này mọi người không? Nó sẽ là 68,5 nè. Trong quá trình mình bèo cái này á, nó lọng cái này á, nó rất là khó nha mọi người. Tại vì cái này mọi người nhìn vô nó sẽ là vét cong. Vét cong xuống. Làm rất là đẹp nha. Còn bên đây thì nó sẽ là đủ 69% mọi người luôn nha. Thì mọi người có thể thấy thiết kế này là thiết kế theo kiểu bao lam khuôn tranh, tức là viền ở ngoài như cái bàn này đi thì nó sẽ dài là 3 phân này mọi người thấy không? Bên trong thì sẽ dài là 1 phần 1. 1 phần 1 nó cứng không? Cứng nha mọi người. Nếu mọi người coi nhiều clip của bên mộc ấy thì mọi người sẽ thấy là 1 phần 1 mộc đứng lên đi lại rất là thoải mái, đặc biệt là bàn ăn. Rồi, cho mọi người xem thêm bên đây luôn. Thì bên đây nó cũng là thiết kế theo kiểu bao lam khuôn tranh. Mặt ở ngoài đây đo cho mọi người luôn. Mọi người thấy không? Đây 3 phân này. 3 phân luôn nha mọi người. Và thiết kế theo kiểu này cũng là kiểu bao lam phun chanh. Mặt trong cũng là chỉ là 1 phần 1 thôi. Nhưng mà nó rất là chắc nha mọi người. Rồi cho mọi người xem cái nội thất ở phía đằng sau nha. Thì với bên bàn 12 triệu 500 thì mọi người có thể thấy là nó sẽ sở hữu hộc kéo và tủ. Hai bên nó đều giống nhau như vậy. Và mọi người thấy không? Làm những cái bản cây này rất là lớn nha mọi người, dày 2 phân 8 à, làm rất là lớn nha. Học thì rất là sâu và bên nhà mộc sơn xịt lót cho mọi người để cho mọi người này. Để đồ bên đây nó thật là sạch sẽ nha. Và đây trượt ngăn kéo này, ngăn kéo này xài dây trượt inox đồng hành. Và ngăn kéo thì làm rất là sâu nha. Ở giữa thì ngăn kéo bèn này, cho mọi người xem luôn này. Rồi, với thiết kế của cái bàn
10.800.000 thì mọi người có thể thấy là nó sẽ có gồm bên tay phải thì nó sẽ có thiết kế theo kiểu hộp. Cái này là mình chưa có ở nhà hàng này, vừa mới sơn về và mình quay luôn để cho nó trời nó khỏi tối á. Làm rất là sâu nha, hộp bên này thì làm rất là sâu nha. Và ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái hộp này đó. Làm cũng rất là sạch sẽ và đẹp nha mọi người. Ở giữa thì là sẽ là hộp bàn để toàn bộ những cái này là đều có khóa hết nha mọi người, xài là có khóa hết. Đây, và cuối cùng là những cái ngăn kéo nhỏ đó, làm rất là sâu và chất cây như mình nói với mọi người là hoàn toàn 100% gỗ gõ đỏ 100% nha mọi người, không pha cây nha, hoàn toàn là hàng này là hàng không pha cây. Hy vọng qua clip vừa rồi mọi người đã chọn được cái mẫu ưng ý cho mình nha mọi người. Và xin báo lại giá là cái bên tay phải của mình đây, giá của nó chỉ có 10.800.000 thôi. Và bên tay trái của mình đây, giá của nó là 12.500.000 nha mọi người. Rồi, nếu cần tư vấn gì thì mọi người cứ gọi số điện thoại bên dưới cho Mộc nhé. Và đừng quên là bên Mộc giao hàng từ Huế, Cà Mau luôn nha mọi người. Nếu thấy channel của mình hay, đăng ký ủng hộ nhé. Cảm ơn và chào mọi người.